Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, lạy Chúa. Hồi đó hai cô Marta và Maria cho người đến nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, người thầy thương mến đang bị đau nặng. Nghe vậy Đức Giêsu bảo: Bệnh này không đến nỗi chết đâu, nhưng là dịp để bày tỏ vinh quang của Thiên Chúa. Qua cơn bệnh này, con Thiên Chúa được tôn vinh. Đức Giêsu quý mến cô Marta cùng hai người em là cô Maria và anh Lazaro. Tuy nhiên, sau khi được tin anh Lazaro lâm bệnh, người còn lưu lại thêm 2 ngày tại nơi đang ở. Rồi sau đó, người nói với các môn đệ: Nào chúng ta cùng trở lại miền Giu-đê. Khi đến nơi, Đức Giêsu thấy anh Lazaro đã chôn trong mộ được 4 ngày rồi. Vừa được tin Đức Giêsu đến, cô Marta liền ra đón người. Còn cô Maria thì ngồi ở nhà. Cô Marta nói với Đức Giêsu: Thưa thầy, nếu có thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết, bất cứ điều gì thầy xin cùng Thiên Chúa, người cũng sẽ ban cho thầy. Đức Giêsu nói: Em chị sẽ sống lại. Cô Marta thưa: Con biết em con sẽ sống lại khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết. Đức Giêsu liền phán: Chính thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào thầy thì dù đã chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào thầy sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không? Cô Marta đáp: Thưa thầy, có. Con vẫn tin thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa đấng phải đến thế gian. Đức Giêsu thổn thức trong lòng và xao xuyến. Người hỏi: Các ngươi để xác anh ấy ở đâu? Họ trả lời: Thưa thầy, mời thầy đến mà xem. Đức Giêsu liền khóc. Người Do Thái mới nói: Kìa xem, ông ta thương anh Lazaro biết mấy. Có vài người trong nhóm họ nói: Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư? Đức Giêsu lại thổn thức trong lòng. Người đi tới mộ. Ngôi mộ đó là một hang đá có phiến đá chạy đậy lại. Đức Giêsu nói: Đem phiến đá này đi. Cô Marta là chị người chết liền nói: Thưa thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mộ đã được 4 ngày. Đức Giêsu bảo: Nào thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao? Rồi người ta đem phiến đá đi. Đức Giêsu ngước mắt lên và nói: Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con biết Cha hằng nhậm lời con. Nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con đã nói để họ tin là Cha đã sai con. Nói xong, người kêu lớn tiếng: Anh Lazaro, hãy ra khỏi mộ. Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi. Trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý bạn chị em thân mến, cái đề tài buổi chia sẻ tĩnh tâm mùa chay năm nay, ngày thứ hai, con muốn gửi đến quý bạn chị em đó là: mùa chay là thời gian củng cố sự sống đời này để được sự sống đời sau. Tại sao con lại chọn cái vấn đề nói đến sự sống đời này, sự sống đời sau là dựa vào bài tin mừng hôm nay này? Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại đó, và Ngài khẳng định làm sao? Ngài chính là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào Ngài thì được sự sống ấy. Cho nên mùa chay là thời gian chúng ta phải xem chúng ta phải làm gì để mình có được sự sống đời này và cả sự sống đời sau nữa. Đó là đề tài con muốn nói với bà chị em hôm nay. Vậy điều thứ nhất, chúng ta xem sự sống đời này chuẩn bị cho sự sống đời sau. Sự sống đời này là sự sống chúng ta đang có này. Con của bà chị em đang thở này, đang sống này, phải không? Vậy thì điều thứ nhất đó, nó diễn tả qua những điểm nào? Số 1, để muốn chuẩn bị cho sự sống đời sau dựa trên sự sống đời này, thì mỗi người chúng ta phải để ý, phải sống tiết độ để giữ sức khỏe. Sống tiết độ giữ sức khỏe là cái gì? Nghĩa là trong cuộc sống chúng ta, cái gì quá là không tốt đâu. Ăn nhiều quá không tốt, ngủ nhiều quá không tốt, nhậu nhiều quá không tốt đâu. Lâu lâu làm chai bia trong bữa ăn cơm thì được,
mỗi ngày uống lon bia thôi rồi đi ngủ thì được, còn nhậu mà bét dè luôn thì không tốt rồi. Đó. Rồi chúng ta thấy là cái gì cũng vậy thôi, nó sự tiết độ để nó giữ sự quân bình trong cuộc sống của chúng ta thì cơ thể chúng ta mới khỏe được. Còn quý bà anh chị em thấy thức suốt đêm để chơi game làm sao mà khỏe được. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta muốn có sức khỏe nè, để giữ cho cái sự sống này, cái mạng sống được lâu dài này, thì mỗi người chúng ta phải sống tiết độ đấy. Cái gì cũng vừa thôi. Trong ngày sống chúng ta chia ra, có giờ ăn, có giờ ngủ, có giờ chơi, có giờ xem tivi, có giờ nói chuyện, có giờ cầu nguyện. Chứ không phải là mình thích một việc mình làm luôn à. Chẳng hạn có lần con cũng nhớ không lầm trên báo chí có đăng đó, có người mê chơi game rồi mà chơi liên tục 2 ngày chơi, không ăn không uống gì cả, rồi cuối cùng gục chết trên cái bàn game ấy luôn. Đó là không biết sống tiết độ đấy. Vậy thì cái sự sống đời này này là mỗi người chúng ta phải giữ lấy. Chúng ta muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì chúng ta phải sống tiết độ thôi. Mình ăn uống có chừng mực, mình chơi cũng có chừng mực thôi, chơi thâu đêm suốt sáng làm sao được, sao mà khỏe được. Các bạn chị em thấy không, đây trên cái đường này chúng ta thấy này, gần chúng ta là bệnh viện ung bú thấy rõ lắm. Nếu các bạn chị em đi vào bệnh viện mà thăm các bệnh nhân thì thấy ngay, người ta đau khổ lắm, người ta giành giật sự sống đấy. Từng ngày đấy, đi chữa bệnh để làm cái gì? Mục đích chữa bệnh là cái gì? Để người ta có thể kéo dài cái sự sống đời này, có phải vậy không? Đó. Cho nên chúng ta được Chúa đang ban cho mình cái sự sống đời này, mình phải biết quý nó, phải biết giữ nó chứ. Cho nên chúng ta phải sống tiết độ trong chính đời sống của chúng ta. Ăn uống thanh đạm, mọi cái nó có chừng mực thôi, đừng có quá. Ăn hải sản nhiều quá có tốt không? Đâu có tốt đâu. Ăn thịt bò nhiều quá có tốt đâu? Đâu có tốt đâu. Nó gây ra bệnh ngay. Nhưng mà có lúc thì ăn thịt, có lúc thì ăn rau, nó quân bình trong đời sống. Đó là con nói về ăn uống thôi đó. Ngay cả trong cầu nguyện vậy. Nếu quý bà anh chị em cầu nguyện nhiều quá, suốt ngày ở nhà thờ thôi, có tốt không? Không tốt đâu. Tại vì sao không? Thứ nhất là sức khỏe mình không đủ, có thể mình gục ở nhà thờ, cha xứ phải lo lắng. Thứ hai là mình quên đi cái bổn phận nấu cơm ở nhà, mình quên đi cái việc chăm sóc gia đình mình, đâu cũng không được. Cho nên cũng có giờ tới nhà Chúa, nhưng mà sau đó về nhà tiếp tục nấu cơm, ăn cơm với nhau, làm việc nhà, rồi đi làm nữa. Đó, đời sống phải tiết độ như vậy thì cuộc sống mình nó có sự quân bình, và như vậy chúng ta giữ được sức khỏe của mình. Mà giữ được sức khỏe của mình là mình đang giữ được cái sự sống mình đang có, biết quý nó. Chúng tôi lúc mất rồi thì thấy đau thương lắm. Có nhiều người mà lúc mà đang khỏe thì không thấy quý đâu, nhưng mà lúc mình bệnh một cái mới thấy cái sự quý của sức khỏe. Lúc trẻ không thấy quý đâu, thức đêm thức ngày làm hao tổn sức khỏe của mình không để ý. Mà khi chúng ta phá hủy cái sức khỏe của mình là chúng ta đang phá hủy đi cái sự sống đời này của chúng ta đấy, của chính chúng ta đấy. Điểm thứ hai, các bạn chị em lưu ý này, cái đó con nói về mặt thể lý. Còn cái điều thứ hai là chúng ta muốn khỏe mạnh á, không chỉ là thể lý đâu mà còn tâm hồn nữa, bên trong nữa này. Vậy thì chúng ta phải làm gì để giữ cho bên trong mình khỏe? Đó là mình phải xa lánh tội lỗi, bỏ đi cái thói hư tật xấu cơ. Chúng ta để trong lòng mình quá nhiều tham sân si, để trong lòng mình quá nhiều sự ganh tị, đố kỵ, ganh ghét, khó chịu người này, khó chịu người kia, thì chính chúng ta làm cho chúng ta mệt, chúng ta làm cho chúng ta khổ. Mà quý bạn chị em thấy, khi mình buồn phiền, mình có khỏe không? Không khỏe đâu. Khi mình bực bội trong lòng, mình không có khỏe đâu. Tại vì bực bội đâu có ngủ được, đâu có ăn ngon ngủ yên được, sức khỏe đi xuống thôi. Con nhớ có một cái câu chuyện đó, có người đến gặp con vậy đó. Bà này bà giận cái ông kia, trong xóm thôi, giận nhau thôi. Giận rồi bỏ đạo cả mấy chục năm luôn. Giận nhau mà bỏ đạo mấy chục năm, Chúa chả có tội gì cả, chả liên can gì đến Chúa. Giận ông hàng xóm bỏ Chúa luôn. Rồi suốt mấy chục năm như vậy, khi đến gặp con phải tiếp 3 ngày đấy. 3 buổi sáng, 2 ngày đầu là ngồi nghe bà xã không,
buồn phết đến Chúa, đến các cha, đến tất cả mọi người, giận luôn tất cả thế giới. Rồi con hai ngày xong rồi, tới ngày thứ ba, và vừa nói vừa ức mà khóc, rồi thôi mặt thì sụ xuống đủ thứ, cái mặt buồn lắm. Tới ngày thứ ba nói tiếp, rồi nói xong chưa? Giáo viên cha nói, con hỏi là, ủa bây giờ tóm lại á, sau ba ngày nghe bà nói xong, cha không biết là bà thương ông ấy bà hay là bà ghét ông ấy nữa. Khi bà nói, ủa con nói cha không hiểu à? Con ghét người ta chứ đâu phải là con thương đâu. Cái nó không, cha nghe xong cha thấy hình như bà thương ông ấy. Bà ấy ngạc nhiên, cho nên ta phân tích cho xem này nhé. Bà không ăn cơm được vì tức ông ấy. Bà không ngủ được vì bực mình ông ấy. Bà nhập vào bệnh viện cũng vì không chịu được ông ta. Lúc nào ông ta cũng lẩn quẩn trong đầu của bà. Như vậy thì rõ ràng bà thương mà đâu có ghét. Tại mình suốt ngày mình nhớ người ta mà. Lẽ ra mình ghét ai thì quên người ta đi chứ. Tại sao mình nhớ người ta không vậy? Nó nói, ờ ha. Vậy, con chỉ với bạn chị em. Ghét ai gì đó, để người ta ra ngoài chứ. Tại sao chúng ta không nhớ những người thương mình? Chồng mình, vợ mình, cha mình, mẹ mình, anh chị em mình. Biết bao nhiêu người thương mình không nhớ. Chỉ có một người nào đó làm cho mình buồn, mình nhớ người đó hoài luôn à. Ăn không được, ngủ không được vì người ta. Là sao? Tự nhiên mình phá hoại cái cuộc sống của mình không? Đó, bực mình ông hàng xóm về cáu gắt với chồng, rồi đụng con cái là chửi, khó chịu, rồi bệnh luôn, sức khỏe nó xuống luôn, tâm hồn không bình an. Cho nên con nói vui làm sao? Ghét ai để người ta ra ngoài, đừng cho người ta vào trong tâm hồn mình. Đằng này không, ghét cho vào trong tâm hồn mình, ngày nhớ đêm mong. Là sao? Chúng ta làm ngược à? Con nói cái câu chuyện đó để nhắc với bạn chị em, để giữ cho tâm hồn bên trong mình được khỏe mạnh cùng với thân xác của mình khỏe mạnh đó, thì mỗi người chúng ta hãy nuôi dưỡng trong lòng mình sự yêu thương thôi. Mình nhớ cái gì tốt đẹp thôi. Còn cái gì làm cho mình buồn, cái gì làm cho mình khó chịu, làm cho mình bực bội, chỉ 5 phút thôi là cho nó ra ngoài, không có lưu giữ trong tâm hồn mình. Bởi vì khi quý bạn chị em lưu giữ trong tâm hồn mình những bực bội khó chịu ấy, nó làm suy kiệt cả tâm hồn mình và suy kiệt cả thể lý mình luôn. Có phải vậy không? Quý bạn chị em đau bệnh, đi chữa bệnh, bác sĩ cho thuốc tốt mấy thì tốt, mà trong tâm hồn quý bạn chị em không bình an, không vui, uống thuốc cũng chẳng uống được. Cho nên người ta nói làm sao? Cái tâm bên trong này mà khỏe đó, thì thân xác nó đã khỏe rồi. Cho nên tại sao có người bị ung thư mà người ta sẽ kéo dài 10 năm, 20 năm. Không chỉ là vì thuốc đâu. Mà người ta sao? Người ta sống vui vẻ, người ta đón nhận bình an thì ta khỏe, ta ăn được, ta ngủ được. Còn với người mới nói là nghi ngờ ung thư thôi thì đã bỏ ăn rồi, cuối cùng chết vì bệnh nghi ngờ chứ phải là bị ung thư. Suy kiệt tinh thần lẫn thể xác. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta giữ sức khỏe cho sự sống đời sống của mình bằng cách là thể lý và đồng thời là tâm hồn của mình. Vậy thì cái tâm hồn của mình chúng ta phải nuôi dưỡng trong này những gì tốt đẹp thôi, những gì vui thôi, còn buồn để nó ra ngoài. Điều thứ ba, để có được một cái sự sống đời này khỏe mạnh, chúng ta phải làm gì? Giữ theo giới răn của Chúa, sống luật của Chúa nghiêm túc. 10 điều răn ấy, cứ vậy mà làm dễ lắm. Trong đấy suốt 10 điều răn, chúng ta xem các điều răn đều giúp cho chúng ta có một tương quan tốt với Thiên Chúa và có một tương quan tốt với người khác. Mà khi chúng ta có một tương quan tốt với Chúa và với mọi người thì lập tức trong tâm hồn của chúng ta lúc nào cũng vui, lúc nào cũng bình an hết. Có ai mà phạm tội giết người mà ngủ yên được không? Có ai mà phạm tội ngoại tình lăng nhăng mà ngủ yên được không? Khi chúng ta phạm tội lỗi điều răn của Chúa, lập tức cái lương tâm trong con người chúng ta nó cắn rứt chúng ta. Nó làm cho chúng ta khó chịu. Nó làm chúng ta không ăn ngon ngủ yên được. Bởi vì trong này nó không ổn. Cho nên quý bạn chị em muốn cho sự sống đời này của mình được tốt, mình khỏe mạnh, mình sống lâu, thì bản thân mỗi người chúng ta phải giữ luật của Chúa. Chúa bảo chúng ta giữ giới răn nào, chúng ta giữ điều đó. Mình có giờ đi nhà thờ đó. Nhiều khi chúng ta thấy đi nhà thờ ngày Chủ nhật hôm nay nhiều người dễ bỏ lắm. Rồi thấy làm sao? Bỏ một lần đâu sao đâu, vẫn còn sống mà, chưa chết, bỏ tiếp, riết thành thói quen.
Nhưng mà chúng ta đâu có biết đâu. Mỗi khi chúng ta giữ luật Chúa, đi lễ ngày Chúa Nhật, hay là chúng ta giữ giờ cầu nguyện, nó giúp cho chúng ta tìm lại sức mạnh từ nơi Thiên Chúa đấy. Cả một tuần có thể quý bạn chị em bận rộn với công ăn việc làm, cơm áo gạo tiền, không có giờ đến với Chúa. Nhưng mà ngày Chủ Nhật tôi dành một giờ đồng hồ, tôi đến nhà thờ, tôi dự lễ, tôi tìm lại sự bình an cho tâm hồn của mình. Đó là lúc chúng ta lấy lại sức mạnh đấy, cả phần xác lẫn phần hồn mà nhiều khi chúng ta coi thường. Có nhiều người đi lễ hay lắm, ngày Chủ Nhật đó, bớt đầu bớt đuôi hay lắm. Ví dụ thôi, nhà thờ 5 giờ lễ thì ở nhà 5 giờ mới đi. Hỏi con, cha hỏi tại sao con đi vậy? Nói đi như vậy thì đỡ được 10 phút cha, đầu lễ đó. Thì vì đi từ nhà con tới nhà thờ 10 phút thì con bắt đầu giờ lễ, thì bắt đầu con đi thì là được 10 phút. Rồi khi mà cho rước lễ rồi, cha cho rước lễ thì con đi về, đỡ được 10 phút sau nữa, làm bớt được 20 phút chẳng. Cho nên con đi lễ khoảng 20 phút là đủ rồi, xong rồi đấy. Chúng ta bớt đầu bớt đuôi như vậy, lỡ Chúa bớt cái sự sống chúng ta có chịu không? Đấy. Đôi khi chúng ta tính toán với Chúa từng giây từng phút ấy, mà chúng ta quên rằng sự sống của chúng ta đến từ Thiên Chúa. Hôm qua con nói với bạn chị em rồi, không ai trong chúng ta nắm sự sống của mình, chỉ có Chúa nắm thôi. Chúa nắm thôi. Đó là điều thứ nhất con nói với bạn chị em, sự sống đời này chuẩn bị cho sự sống đời sau. Cái điểm thứ hai, sự sống đời sau là động lực cho sự sống đời này đấy. Bởi vì mình nghĩ đến sự sống đời sau, mình tin rằng có sự sống đời sau, cho nên sự sống đời này mình phải làm sao này để có được sự sống đời sau. Còn nếu chúng ta không có tin có sự sống đời sau thì cần gì phải giữ lời luật Chúa làm gì? Ăn chơi xả láng, có đời này thôi, không có đời sau thì thoải mái ăn chơi thôi, giữ làm gì cho nó mệt. Nếu mà con không có tin có sự sống đời sau, con cũng chẳng giữ làm gì, con chẳng đi tu làm gì cho nó mệt, quậy tưng bừng luôn. Có đời này mà, có nhiều bia rượu uống hết luôn, có nhiều xì ke chích hết luôn, chích lần chết luôn, đó xong. Sự sống đời này, nhưng mà nói như vậy thì nếu chúng ta không tin vào sự sống đời sau thì chúng ta sống như vậy đấy. Tranh thủ mà hưởng chứ, chúng tôi nó mất đi làm sao, uổng, phải không? Có một kiếp ấy mà, tranh thủ mà uống, có gì uống hết, tới đâu tới. Sống như vậy rõ ràng là mình không có tin vào sự sống đời sau. Nhưng một khi chúng ta tin rằng chúng ta có sự sống đời sau thì chúng ta sống khác à, sống khác à. Bởi vì mình phải làm gì để có được sự sống đời sau? Cho nên sự sống đời sau chính là động lực để mỗi người chúng ta phải làm gì hôm nay để mình có được sự sống đời sau. Điều thứ nhất con gợi ý, chúng ta lưu ý này, mọi sự đều qua đi, không có bám giữ được. Cái bạn chị em có thấy qua đi không? Con thấy qua đi đấy. Mỗi một ngày chúng ta trẻ hơn hay già hơn? Già hơn. Người ta khen mình là hôm nay con thấy cha trẻ hơn, cho vui thôi. Biết là họ nói vậy mình cũng nghe cũng vui cũng khoái. Sao mà trẻ hơn được? Mỗi ngày mỗi già đi, làm sao mà trẻ hơn được? Có phải không? Người ta khen trẻ cho mình vui thôi, an ủi để mình sống tiếp thôi. Đừng nghe người ta khen mình trẻ mình thấy mình sướng quá. Không có đâu, không có đâu. Mỗi ngày chúng ta già đi một chút đấy, mọi sự qua đi hết quý bạn chị em. Quý bạn chị em không biết có để ý, có để ý đến cái mấy người qua đời không? Con thì con thấy cái đó, mọi sự qua đi hết rồi. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở đây, nhưng mà nhiều khi một vài năm cái hỏi thăm người này người kia chết rồi, qua nhanh lắm, qua đi hết rồi. Và mình thấy rõ ràng trong khu phố chúng ta ở đây này, nhà này, ồ trước đây cái nhà này nó thấp lắm, giờ lên cao tầng rồi. Nhà này trước đây là của ông chủ này nè, giờ bán người khác rồi. Đổi đi hết, nó thay đổi hết trong thời gian à. Cho nên thời gian qua đi là mọi sự nó qua đi hết, chẳng có gì ở lại với chúng ta đời đời đâu. Kể cả cái tuổi trẻ của chúng ta, sức khỏe của chúng ta, tất cả nó qua đi, mọi sự đều qua đi. Nếu chúng ta không ý thức là mọi sự đều qua đi, chúng ta dễ bị thế gian này nó cột cuộc đời chúng ta lại lắm. Danh vọng, tiền bạc, thú vui, chúng ta cứ nghĩ rằng nó là đời đời, đâu có đời đời đâu. Nay có, mai mất, nay được, mai hết. Ăn ngon mấy thì ăn ngon, rồi cũng đói à. Rồi ăn hoài cũng vậy thôi à.
Cho nên thấy rằng mọi sự nó qua đi hết các bạn chị em, không có gì tồn tại mãi nơi trần gian này đâu. Cho nên mọi sự nó đều cho chúng ta nhớ rằng chỉ có nơi Thiên Chúa chúng ta mới tìm thấy sự đời đời thôi. Còn chúng ta gặp nhau hôm nay, nhưng mà chắc gì năm sau đã gặp lại. Những người ngồi cạnh chúng ta bây giờ, chắc gì mùa chay năm sau còn ngồi với nhau, phải không? Cho nên chúng ta thấy rằng mọi sự qua đi, qua đi. Về nghiệm xem, có phải vậy không? Những người sống, người thân của chúng ta đó, đặc biệt là qua cái mùa Covid thì mình thấy rõ đó, biết bao nhiêu anh chị em thân thương của chúng ta đã đi về với Chúa trước chúng ta. Thấy họ hôm nay, ngày mai chết rồi. Cho nên mọi sự đều qua đi. Vì vậy quý bạn chị em đừng dừng lại ở thế gian này. Đừng dừng lại ở những cuộc tình chóng qua. Đừng dừng lại ở danh vọng. Nay lên chức, ngày mai thì xuống chức. Hôm nay làm việc, ngày mai thì về hưu thôi. Ai cũng có giai đoạn về hưu thôi à. Không có làm sếp đời đời được đâu. Cho nên ta không có dừng lại ở thế gian, bởi vì mọi sự đều qua đi. Chúng ta hướng về sự sống đời sau. Điều thứ hai, quý bà chị em luôn, cái việc mà chúng ta nghĩ đến sự sống đời sau đó, nó giúp chúng ta vượt qua được mọi khó khăn. Bởi vì những khó khăn mà chúng ta đang gặp hôm nay này, những buồn vui trong cuộc đời chúng ta này, tất cả cái đó nếu chúng ta vượt qua một cách tốt đẹp thì nó đều là ghi điểm trước mặt Thiên Chúa. Gia đình nào cũng có những khó khăn hết á, bậc sống nào cũng có cái khổ hết á. Quý bà chị em gì cứ nói đi tu như cha sướng, thì sao ông đi đi? Sướng thì sao ông đi? Nó có cái sướng mà nó có cái khổ của nó. Quý bà chị em có cái sướng của mình và cũng có cái khổ của mình. Bậc sống nào cũng có thánh giá hết á. Chưa đừng có so sánh bậc sống này với bậc sống kia. Mỗi người chúng ta theo ý Chúa và theo cái sự tự do của mình, và chúng ta chọn lựa cái bậc sống mà chúng ta sống. Và bậc sống nào cũng có hy sinh hết á. Và chính cái hy sinh đó nó là điểm cộng trước mặt Thiên Chúa. Khi chúng ta chấm dứt hành trình dương thế này, chúng ta ra trước tòa Chúa, thì chính những cái hy sinh, những cái mà khó khăn trong cuộc đời dân hiến, hay là cuộc đời gia đình, hay là cuộc đời sống độc thân giữa đời, những khó khăn ấy nó đều ghi điểm trước mặt Thiên Chúa. Mà động lực để chúng ta vượt qua những khó khăn đó và chấp nhận hy sinh đó là cái gì? Vì mình nghĩ đến sự sống đời sau, cho nên mình sẽ cố gắng, mình vượt qua nó, mình không có thất vọng, mình không có nản lòng. Điều thứ ba các bạn chị em phải nhìn thấy, đó là Chúa mới thực sự là niềm vui. Thế gian này vui một chút mà buồn ngay à. Biết bao nhiêu đôi hôn phối rồi, yêu nhau quá trời luôn, rồi cuối cùng cũng bỏ nhau. Tôi nói với bà anh chị em, con có làm một lễ cưới cho đôi hôn phối, con kỳ vọng lắm, con tự hào lắm. Biết tại sao không? Yêu nhau bao nhiêu năm các bà anh chị em biết không? Yêu nhau 25 năm trước khi lấy nhau đấy. Yêu nhau 25 năm, yêu nhau từ thời đi học á. Còn bé đó, từ bé là biết nhau rồi, yêu nhau rồi. Cho đến khi học đại học luôn, rồi du học luôn, rồi về nước, mỗi người một công ty, thành đạt luôn, rồi làm lễ cưới. Con hy vọng rồi đôi này là quá ngon lành luôn. Ai ngờ đâu, 3 tháng sau, bỏ nhau. Rồi đến hỏi con, cha cha, bây giờ làm sao chúng con bỏ nhau được? Cha nói dễ lắm. Có cách á. Nó nói, cách nào cha? Dễ lắm, cha chỉ cho. Mỗi tối đó, hai đứa chúng con bây giờ giận nhau rồi thì không có đứng chung bàn thờ cũng sao, mỗi đứa một bàn thờ, đứng trước bàn thờ nào cũng được. Hai đứa chúng con đứng trước ấy, cầu nguyện với Chúa mày, lạy Chúa, xin Chúa kết người bạn đời của con về với Chúa, đó phải thôi. Đó là cách tốt nhất. Và quan trọng là Chúa nhậm lời ai? Nhậm lời cái ông chồng hay là nhậm lời cái cô vợ thì không biết, nhưng mà cầu nguyện Chúa một câu ấy thôi. Lạy Chúa, xin Chúa kết người bạn đời của con về với Chúa, ăn chắc. Quan trọng là lỡ bên kia cũng cầu vậy, bên cầu vậy, Chúa nhậm lời bên kia thì mình chết. Nói chung là cái dân phối ấy nó sẽ được đức một cách tự nhiên, là một em phải về với Chúa, không ở với nhau nữa thì Chúa gọi một em về ở với Chúa thôi là xong. Cái đó cha nói kỳ vậy. Ờ thôi đó, cha nói vậy thôi đó, đó là phương án cha đưa ra tốt nhất luôn mà nhanh nhất. Cứ ngày nào cũng vậy, ra trước tòa Chúa, bàn thờ Chúa, cứ cầu nguyện vậy thôi. Lạy Chúa, xin Chúa kết người bạn đời của con về với Chúa để con lấy đứa khác. Ờ thì đó, cứ cầu nguyện vậy. Cầu nguyện vậy đi. Dám cầu nguyện vậy không? Đấy, yêu nhau mấy chục năm đấy, mấy tháng chán bỏ nhau ngay. Niềm vui thế gian là vậy quý bạn chị em.
chóng quà lắm. Hôm nay thầy tĩnh tâm nên giảng dài một chút, nghe cho nó chán luôn. Có nói với anh chị em có một cái để ý nữa này. Khi mà quý bà anh chị em thấy người qua đời không, tay người ta xòe ra hay người ta nắm? Nó xòe ra này, nó xòe không à. Mấy đứa bé sinh ra đời nó nắm, nhưng mà còn người chết là xòe tay. Không người chết nào nắm tay đâu. Cho nên khi người ta chết rồi, chúng ta để cho nằm trên giường, chúng ta khép tay người ta lại, xong ta đặt cái chàng hạt, quấn chàng hạt vào. Nó là bình quấn vào thôi, chứ người ta đâu có cầm đâu. Quấn cho đẹp, chụp hình lên phim cho đẹp thôi, chứ người ta đâu có cầm đâu. Rồi người thân chúng ta làm sao? Đứng bên cạnh rồi khóc, rồi rờ tay người ta. Người ta đâu có nắm chúng ta đâu. Người ta nắm một cái là bỏ chạy luôn đó. Đâu có lên nắm. Có phải vậy không? Nhưng mà thấy làm sao? Tay người ta xòe ra. Tại sao chết tay xòe? Người ta chết người ta xòe tay làm sao? Người ta buông hết tất cả mọi sự, buông thế gian, buông người thân, buông tất cả mọi sự. Và thế gian cũng như người thân cũng buông người ta luôn. Đôi tay người ta xòe ra trắng hết, không làm gì hết, không cầm một cái gì trên tay. Để làm cái gì? Tại sao Chúa để như vậy? Tại sao Chúa để người chết xòe tay vậy? Bởi vì khi người ta chết, người ta xòe tay để cho một mình Chúa nắm thôi. Lúc ấy chỉ có một mình Chúa nắm tay người ta để đưa người ta vào thiên đàng ở với Chúa. Cho nên lúc ấy tay người chết không có rảnh, người ta không có thèm nắm chúng ta đâu. Bởi vì Chúa đã nắm tay họ rồi, Chúa đưa họ về với Chúa. Cho nên thực sự Chúa mới là niềm vui, Chúa mới là đấng cùng chúng ta đi qua sự sống đời này và cả sự sống đời sau. Cả sự chết của chúng ta, chính Chúa cùng nắm tay chúng ta đi. Còn tất cả mọi sự, mọi người bỏ chúng ta hết. Một cái câu chuyện vui con nói với anh chị em. Ông bố này ông chết. Bà vợ khóc quá sức. Khóc lăn khóc lộn. Chúa nói thôi bà nín đi, đừng khóc nữa. Tôi cho ông ấy sống lại, nhưng với một điều kiện. Bà vô bà nằm chết thế đi. Bà hết khóc luôn à. Bà nói làm sao? Thôi để ông đi trước đi, tại con còn phải lo cho các con, các cháu nữa. Bà hết khóc luôn, bà đứng dậy bà hết khóc luôn. Quay sang bên cạnh, thấy thằng con trai, nó khóc quá sức. Bố ơi, khóc quá sức. Chúa nói như vậy luôn ấy. Thôi nín đi, cho bố mày sống lại, với điều kiện. Mày vô nằm chết thế cho bố mày. Nó nói, thôi, bố con lớn tuổi rồi, con còn trẻ, chưa biết mùi đời bao nhiêu. Thôi để con bố con đi trước đi. Rồi nó đứng dậy, nó hết khóc luôn. Con nói câu chuyện vui như vậy không phải là người thân không có thương chúng ta. Không phải. Người thân rất thương chúng ta. Nhưng mà làm sao? Họ phải lo cho sự sống của họ. Chúng ta đưa một người thân của chúng ta đến huyệt mộ. Rồi cuối cùng mình cũng lấp. Người ta đi một mình mà. Rồi mình nói làm sao? Bye bye. Tôi đi về đây. Ở đó nha. Mình có nằm thế đâu. Rồi đưa người ta tới lò thiêu vậy. Đứng khóc rồi đủ nghi thức xong, người ta hạ xuống đưa vào lò thiêu, mình cũng bye bye, vô mình nha, em về đây. Thương mấy thì thương, em cũng đi về. Phải không? Cho nên cuối cùng mình nhìn làm sao? Tất cả mọi sự làm sao? Dừng hết. Chỉ có mình Chúa đi với mình thôi. Một mình Chúa đi với chúng ta mà thôi. Cho nên Chúa mới là niềm vui. Chúa mới là niềm vui. Thôi một điểm cuối cùng. Con nó bước sang số 3 nè. Vậy thì làm sao để chúng ta củng cố cho mình có sự sống đời này thật tốt? Điều đầu tiên quý bạn chị em làm ngay, sắp xếp lại cái thời giờ của mình, cái sinh hoạt của mình. Mình có giờ ăn, giờ uống, giờ ngủ, giờ giải trí, giờ đi nhà thờ, giờ cầu nguyện, giờ viếng Chúa, sắp xếp lại. Trong một ngày sống của mình, làm sao nó có sự quân bình, giờ nào cũng có. Mỗi có giờ đàng hoàng tử tế, sắp xếp lại để cho mình có một sức khỏe bình an. Thứ hai là sống đơn giản trong mọi sự. Đơn giản đi, ăn uống cũng đơn giản, ăn mặc cũng đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản thôi. Đừng có suy diễn lung tung. Người ta nói sao mình hiểu vậy được rồi. Đừng có suy diễn lung tung. Suy diễn lung tung là mình mệt đầu lắm, mà nó không có bình an. Cũng dài rồi đó, nhưng mà con thôi, con kể nốt câu chuyện nữa. Có nghe nữa không? Nghe. Con cái bà đấy, bà nói, cha ơi cầu nguyện cho con với, con nhập viện rồi. Hỏi làm sao bà nhập viện? Cả đêm con không ngủ được. Hỏi làm sao không ngủ được? Tại vì hôm qua con đi nhà thờ, mặc cái áo dài mới.
Rồi cái bà kia mới nói là hôm nay bà mặc áo dài đẹp quá ha. Rồi con về nhà, cả đêm con nghĩ, ha nghĩ là gì? Ha là khen hay chê? Mà bà ha là ha hơi cao giọng ấy, vậy là bà khen hay bà chê mình? Cứ ha ha cả đêm rồi cuối cùng sáng mai nhập viện luôn, ha cả đêm. Cho nên làm sao chúng ta sống đơn giản thôi. Người ta khen, bà mặc áo này đẹp quá ha, được rồi. À vậy bà khen mình, được rồi. Về nhà suy tư chữ ha làm gì, rồi cả đêm ha ha, nó không ngủ được sáng nay, huyết áp nó tăng, đi bệnh viện vì chữ ha ấy, đâu cần đâu. Mình sống đơn giản thôi. À, người ta nói là sao, hiểu vậy thôi, đừng có suy diễn. Nhiều khi mình suy diễn xa lắm, rồi mình suy từ bụng mình ra bụng người ta, cuối cùng sao, mình làm khổ mình. Cho nên sống đơn giản cho đời nó thanh thản, phức tạp làm gì cho nó mệt. Con thấy vậy đó, sống đơn giản đi. Ăn uống đơn giản, có làm sao ăn vậy, ăn ngon thì ăn ngon, lỡ cơm khét, cơm khê thì thôi, nấu nồi khác, nấu mì gói ăn, đơn giản, khỏi đập nồi đập niêu gì cả. Đấy, mình sống đơn giản đi trong mọi sự, mình nhìn mọi sự đơn giản đi, nó khỏe lắm luôn á. À, cho nên chúng ta sẽ có cuộc sống bình an khi mình sống đơn giản. Điểm cuối cùng rất quan trọng, mỗi người chúng ta phải nhớ trong ngày sống phải dành thời gian cho Chúa, phải đến với Chúa. Đến với Chúa thì Chúa mới cho chúng ta tìm lại được sức mạnh, sự sống đời này và cả sự sống đời sau. Phải dành thời gian cho Chúa. Buồn mấy thì buồn, bận mấy thì bận, vui mấy thì vui, cũng phải dành thời gian cho Chúa mỗi ngày sống của mình. Thôi con kết thúc cái bài chia sẻ hôm nay hơi dài một chút, nhưng mà con tóm lại cái bài mà con muốn nói đó. Mùa chay là thời gian đó, rất là thuận tiện cho mỗi người chúng ta. Mình củng cố lại cái sự sống đời này, nghĩa là tôi phải làm cho cái sự sống mà tôi đang có này nè. Sự sống đời sau tôi chưa thấy, nhưng mà sự sống đời này là tôi đang có này. Thì làm sao tôi phải sống khỏe, sống vui, sống bình an. Và có như vậy khi tôi sống, ý thức rằng tôi sống sự sống đời này là để chuẩn bị cho sự sống ngày mai, thì như vậy tôi phải sống tốt hôm nay. Tôi giữ luật của Chúa, tôi sống đạo đức, tôi sống thánh thiện, tôi nuôi dưỡng những điều tốt lành trong lòng tôi. Đó là cách tôi đang chuẩn bị cho mình có sự sống đời sau. Và chúng ta dành một ít phút thinh lặng để chúng ta tạ ơn Chúa đã cho mỗi người chúng ta có sự sống đời này. Và chúng ta tạ ơn Chúa bởi vì Ngài hứa ban cho chúng ta có sự sống đời sau. Đồng thời chúng ta cũng xin lỗi Chúa bởi vì biết bao nhiêu thời gian sống vừa qua chúng ta đã làm thương tổn đến cái sự sống đời này, cái sự sống mà Chúa ban cho chúng ta rất quý, và chúng ta không có quý, chúng ta làm hư hỏng nó. Và ngày hôm nay chúng ta cũng xin Chúa ban sức mạnh cho chúng ta để chúng ta làm lại, chúng ta củng cố lại sức mạnh của mình, tìm lại sức mạnh sự sống đời này để chúng ta có được sự sống đời sau. Amen.